Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Vietfest Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Vietfest Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2024, nhằm vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Sau đây là các bản tin chính. Thẩm phán ấn định ngày xử vụ tin bịt miệng của cựu Tổng thống Trump là 25 tháng 3. Tổng thư ký NATO kêu gọi đoàn kết trước hội nghị thượng đỉnh. Công tố viên đặc biệt Robert Hur sẽ ra điều trần công khai về quá trình điều tra. Nước Mỹ ứng phó với mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng. Giám đốc CIA William Burns ghé Israel trong chuyến thăm không báo trước. Công tố viên Fannie Willis điều trần trước tòa tại Atlanta. Các tình tiết mới cho vụ nổ súng và cuộc ăn mừng chiến thắng của đội KC Chiefs. Doanh số bán lẻ tháng Giêng 2024 giảm nhiều hơn dự kiến. Và cuối cùng là phần tin chứng khoán của chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chương trình ngày hôm nay bắt đầu ngay sau đây với phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên do anh Dũng trình bày. Phiên tòa xét xử vụ án tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra như dự kiến, với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Một thẩm phán ở New York đã ra phán quyết vào ngày hôm nay thứ Năm, bác bỏ yêu cầu trì hoãn từ các luật sư bào chữa của cựu Tổng thống. Những người cho rằng điều này sẽ làm cản trở chiến dịch chiếm lại tòa Bạch Ốc của ông ấy. Quyết định này có nghĩa là vụ án đầu tiên trong số 4 vụ truy tố hình sự của cựu Tổng thống được đưa ra xét xử, và là vụ án tập trung vào các cáo buộc lâu năm rằng ông đã tìm cách chôn vùi các câu chuyện liên quan đến các vấn đề ngoại hôn nảy sinh trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 của ông. Các vụ án khác đã buộc tội ông âm mưu lật ngược kết quả của bầu cử năm 2020 và đã lưu giữ bất hợp pháp một số các tài liệu mật tại khu đất tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida. Khi giữ nguyên ngày xét xử thì thẩm phán Juan Manuel Merkin đã chỉ ra sự chậm trễ gần đây trong cuộc truy tố riêng ở tại Washington liên quan đến các nỗ lực hủy bỏ cuộc bầu cử. Vụ án này thoạt đầu được đưa ra sẽ xét xử vào ngày 4 tháng 3, tuy nhiên đã bị đình chỉ thực tế, trong khi chờ kết quả kháng cáo từ phía các luật sư của cựu Tổng thống liên quan đến câu hỏi chưa được kiểm chứng về mặt pháp lý, về việc liệu một cựu Tổng thống có được hiệu hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với các hành động được thực hiện khi còn đương chức hay không. Một điều lưu ý là ông ấy đã chống lại lời thúc giục của luật sư bào chữa từ nhiều tháng trước để trì hoãn phiên tòa. Thẩm phán Merkin nói, tôi vui vì đã đảm nhận quan điểm đó bởi vì chúng ta đang ở đây. Vụ án ở DC đã không được tiến hành. Và ông ấy cũng cho biết rằng ông ấy đưa quyết định giữ nguyên ngày xét xử sau khi đã nói chuyện vào tuần trước cùng với thẩm phán trong phiên tòa ở Washington, bà Tanya Chutkin. Tổng thư ký NATO kêu gọi đoàn kết trước hội nghị thượng đỉnh. Những nhận xét xúc phạm cuối tuần của ông Donald Trump về NATO đã làm được điều mà ông ấy gần như chắc chắn đã mong đợi, đó là tiếp tục châm ngòi cho sự tức giận và gây chú ý trên các mặt báo. Trong một cuộc vận động tranh cử hôm thứ Bảy tuần trước, ông Trump đã khuyến khích Nga tấn công các thành viên NATO nếu như họ không đáp ứng các nguyên tắc chi tiêu quốc phòng. Ông Trump đã nói tại Conway, South Carolina rằng, NATO đã bị phá sản cho đến khi tôi xuất hiện. Tôi bảo mọi người sẽ trả tiền và họ hỏi nếu chúng tôi không trả tiền thì bạn vẫn sẽ bảo vệ chúng tôi chứ? Tôi đã trả lời hoàn toàn không. Họ không thể tin vào câu trả lời. Trong khi một số người coi lời nói của ông Trump như là một cách gây sốc, đối với những người khác thì đó lại là một mối đe dọa lớn, đặc biệt là ở các thủ đô châu Âu cũng như Moscow. Tổng thống Joe Biden hôm Chủ nhật cho biết ông Trump đang nói rõ rằng ông ấy sẽ từ bỏ các đồng minh NATO của chúng ta. Chính trong bối cảnh này, người đứng đầu khối NATO là ông Jens Stoltenberg đã kêu gọi sự thống nhất giữa châu Âu và Hoa Kỳ trước cuộc họp quan trọng của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ Quốc.
Ông Stoltenberg nói, NATO cũng đã kêu gọi các đồng minh châu Âu đầu tư nhiều hơn vào năng lực cao cấp, nhiều lực lượng hơn, tính sẵn sàng cao hơn, và giờ đây các đồng minh châu Âu đang thực hiện điều đó. Đó là một điều tốt. Nhưng đó không phải là một giải pháp thay thế cho NATO. Đó thực sự là một cách để tăng cường sức mạnh cho NATO. Và chúng ta không nên theo đuổi bất cứ con đường nào cho thấy rằng chúng ta đang cố gắng chia cắt châu Âu khỏi Bắc Mỹ. Sức mạnh là chúng ta có châu Âu và Bắc Mỹ cùng tham gia khối NATO. Về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Ukraine, ông Stoltenberg cho biết ông kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ làm như vậy. Quốc hội cần đồng ý với một ngân sách tiếp tục tài trợ cho Ukraine và rằng việc hỗ trợ Ukraine là một sự đầu tư cho an ninh của chính chúng ta. Công tố viên đặc biệt Robert Hur sẽ xuất hiện một cách công khai trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào ngày 12 tháng 3 tới đây để trả lời một số các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra của ông ấy về việc Tổng thống Joe Biden đã giải quyết các hồ sơ mật còn giữ lại tại tư gia của ông sau khi rời khỏi chức vụ. Phiên điều trần này được xác nhận bởi một nguồn tin quen thuộc diễn ra khi Đảng Cộng Hòa coi việc ông không đưa ra các cáo buộc đối với ông Biden là một phần của tiêu chuẩn kép rộng hơn trong bối cảnh mà cựu Tổng thống Trump lại bị truy tố về các cáo buộc liên quan đến đạo luật gián điệp. Trong một tuyên bố chung đưa ra hồi tuần trước, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện dẫn đầu bởi Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson đưa ra lập luận là quyết định của công tố viên đặc biệt về việc không truy tố Tổng thống về việc ông giải quyết các điều lộ mật đã khơi bày một hệ thống tư pháp hai tầng với những cáo buộc có động cơ chính trị, trong khi một người khác cũng phải chịu những cáo buộc tương tự như vậy. Đảng Cộng Hòa cũng nói rõ rằng họ rất muốn hỏi ông Hur về các bình luận của ông ấy về vấn đề trí nhớ của Tổng thống Biden. Ba ủy ban Hạ viện vào ngày thứ hai đã yêu cầu công tố viên đặc biệt Hur giao nộp các bản ghi âm và biên bản cuộc phỏng vấn của ông với Tổng thống Biden. Mặc dù ông Hur lý luận rằng sự trình bày của Tổng thống Biden với tư cách là một người đàn ông lớn tuổi, có thiện chí, tuy nhiên có trí nhớ kém, người không nhớ mình có là còn là phó tổng thống từ thời gian nào, hay thậm chí không nhớ đến cái chết của con ông ấy diễn ra từ hồi nào, đã đặt ra các thách thức trong việc chứng minh về việc là Tổng thống đã phạm vào những luật lệ vượt quá sự nghi ngờ và đã lưu giữ những hồ sơ mật một cách trái phép. Chủ tịch Giám sát và Trách nhiệm Hạ viện nói, ông James Comer nói rằng tất cả những việc mà truy tố đối với một người khác và không truy tố một người khác, đó là một tiêu chuẩn kép mà chúng tôi muốn làm sáng tỏ. Nước Mỹ ứng phó với mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng trong hoặc kép. Các nhà lập pháp đang kêu gọi người Mỹ giữ bình tĩnh bất chấp mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng trong hoặc kép. Một cảnh báo từ Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ cho biết cách mà người nước Mỹ giải quyết mối quan ngại đó. Dân biểu Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa là Chủ tịch Hạ viện đã nói, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề này vì chúng tôi giải quyết tất cả các vấn đề mật, nhạy cảm. Các thành viên quốc hội và chính quyền Tổng thống Biden họp với các giới chức tình báo và quốc phòng ngày hôm nay thứ Năm 15 tháng 2. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, họ đang giải quyết vấn đề mà Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner gọi là mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng. Nhiều nguồn tin cho biết nó liên quan đến năng lực không gian của Nga, cụ thể là hệ thống chống vệ tinh hạt nhân. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là Giám đốc cơ quan CIA, ông Leon Panetta đã nói, nếu Moscow gây trở ngại cho các vệ tinh của Hoa Kỳ, thì đó sẽ là một hành động chiến tranh vì nó sẽ đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo ba quan chức Mỹ, hệ thống chống vệ tinh của Nga chưa đi vào quỹ đạo và các nhà lập pháp có quyền truy cập thông tin tình báo đang hạ thấp mối lo ngại. Dân biểu Gregory Meeks thuộc Đảng Dân Chủ, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại cho biết, một số người đang gọi điện thoại và hỏi liệu họ có nên vội vã ẩn náu ở một nơi nào đó hay không. Câu trả lời của tôi là không, không ai cần phải hoảng sợ cả. Dân biểu Jim Himes thuộc Đảng Dân Chủ, thành viên của Ủy ban Tình báo thì nói thêm, tôi xin lỗi vì có thể cách diễn đạt của dòng tweet hoặc là điều gì đó đã khiến cho mọi người tin rằng đây là một sự việc nguy hiểm, gấp, cần phải được chú ý ngay lập tức. Nhưng không phải vậy. Ông Mike Turner cho biết ông đã tiết lộ thông tin chi tiết cho tất cả các thành viên quốc hội và muốn Tổng thống Joe Biden giải mật các tài liệu. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta kết luận có lẽ điều mà Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện đang cố gắng làm là gửi một lời cảnh tỉnh đến Chủ tịch Quốc hội và các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa của ông ta rằng Nga vẫn là một mối đe dọa rất lớn đối với Hoa Kỳ. Truyền thông địa phương tại Do Thái trong ngày hôm nay đã đưa tin giám đốc CIA, ông William Burns, đã có mặt tại Israel vào ngày thứ Năm
trong một chuyến thăm không báo trước và đã có cuộc đàm phán với các quan chức hàng đầu tại Israel. Đài truyền hình số 12 của Israel đã đưa tin là ông Burns đã gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và người đứng đầu cơ quan tình báo Do Thái Mossad, ông David Barney, sau khi ông đến đây. Hiện nay thì người ta vẫn chưa rõ lý do của chuyến thăm, nhưng theo tờ Nhật báo Yedioth Ahronoth thì cho rằng nó liên quan đến việc ông Netanyahu đã từ chối cử một phái đoàn an ninh đến Ai Cập để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận trao đổi con tin với lực lượng Hamas. Hiện nay thì vẫn chưa nhận được bất kỳ bình luận nào từ văn phòng của Thủ tướng Netanyahu liên quan đến báo cáo vừa nêu. Các quan chức từ Israel, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã tổ chức một cuộc họp tại Cairo vào ngày thứ Ba, thảo luận về lệnh ngưng bắn ở Gaza và việc trao đổi con tin tù nhân giữa Hamas và Israel. Theo một nguồn tin của Palestine vào tuần trước, thì Hamas đã đề nghị một kế hoạch gồm 3 giai đoạn cho lệnh ngừng bắn tại Gaza, bao gồm việc tạm ngưng giao tranh trong 135 ngày để đổi lấy việc thả con tin. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã từ chối lời đề nghị ngưng bắn của Hamas và thề sẽ tiếp tục cuộc chiến tại dải Gaza cho đến khi giành được chiến thắng tuyệt đối trước lực lượng Palestine. Cũng trong một cái diễn biến khác, thì trong ngày hôm qua thứ Tư, báo chí tại Israel cũng ghi nhận sự xuất hiện của giám đốc FBI ông Christopher Wray, cũng đã có một chuyến đi không báo trước đến Do Thái để gặp gỡ các cơ quan tình báo và luật pháp của nước này. Theo một tuyên bố từ văn phòng, thì ông Wray cũng đã gặp gỡ các đặc vụ FBI đặt trụ sở tại Tel Aviv, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công việc của họ chống lại lực lượng Hamas và Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon. Ông Wray cũng nhắc lại sự hỗ trợ của FBI đối với Israel sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Mối quan hệ đối tác giữa FBI với các đối tác Israel của chúng ta là lâu dài, chặt chẽ và mạnh mẽ. Và tôi tin tưởng rằng sự gần gũi với các cơ quan của chúng ta đã góp phần giúp chúng ta có khả năng hành động một cách nhanh chóng nhằm ứng phó với các cuộc tấn công này, bảo đảm sự hỗ trợ của chúng ta liền mạch nhất như có thể. Công tố viên Fannie Willis ra điều trần trước tòa tại Atlanta. Một phiên điều trần đang được tiến hành tại Atlanta, tiểu bang Georgia, liên quan đến vụ án về gian lận để lật đổ kết quả cuộc bầu cử năm 2020 chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Các luật sư của ông Trump và các đồng phạm của ông ta muốn công tố viên quận Fulton, bà Fannie Willis, bị loại và vụ án bị hủy bỏ. Nhóm bảo chữa của ông Trump cáo buộc rằng bà Willis được hưởng lợi về mặt tài chính từ việc có liên quan cá nhân với công tố viên chính cho vụ án này. Nhiều người dự đoán đây là một ngày quan trọng. Nhưng khi phiên điều trần bắt đầu thì nhiều câu hỏi được đặt ra là cử tọa có nghe được lời khai của bất cứ nhân chứng nào hay không. Nhân chứng đầu tiên dự kiến được triệu tập đã vắng mặt tại tòa. Cuối cùng bà đã xuất hiện bằng cách trả lời video từ xa, đó là Robin Yorty. Bà ấy làm việc một thời gian ngắn tại văn phòng của công tố viên Willis và cũng là bạn thân cũng như từng là bạn cùng phòng của Fannie Willis, và lời khai của bà ấy vô cùng quan trọng. Bà Robin đã làm chứng rằng thông qua quan sát của bà ta và từ lời nói của chính Fannie Willis, mối quan hệ giữa Willis và Nathan Wade, công tố viên hàng đầu của Willis, đã bắt đầu hồi năm 2019. Tại sao điều đó lại quan trọng? Vì trong văn bản trả lời tòa án, bà Willis nói rằng mối quan hệ cá nhân của bà bắt đầu vào năm 2022. Thẩm phán chủ trì vụ án này là ông Scott McAfee đã cho biết ông có thể loại bà Willis khỏi vụ án này nếu như thấy có bằng chứng bà Willis được hưởng lợi cá nhân từ mối quan hệ cá nhân với công tố viên Nathan Wade và chỉ muốn nghe điều trần về điều này mà thôi. Tuy nhiên, lời khai hôm nay cũng tập trung nhiều vào độ đáng tin cậy của công tố viên chính Nathan Wade. Ông Wade đã có mặt sáng hôm nay và có một số câu hỏi về việc liệu rằng ông có hoàn toàn trung thực trong một số tài liệu liên quan đến thủ tục ly hôn của mình hay không, cũng như một bản khai có tuyên thệ được đệ trình như là một hồi đáp nhằm cố gắng loại bỏ phiên điều trần này. Tất nhiên, phiên điều trần vẫn diễn ra và phán quyết của thẩm phán sẽ cho biết thêm về vụ án này. Và tất cả những người nhân chứng sẽ trở lại tòa vào ngày mai thứ Sáu để tiếp tục phiên điều trần. Một số các tình tiết mới nhất liên quan đến vụ xả súng trong cuộc diễn hành ăn mừng chiến thắng của đội KC Chiefs ở tại Missouri, Kansas City. Cảnh sát cho biết là hai thiếu niên đã bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ súng này, khiến cho một người thiệt mạng và hơn 20 người khác đã bị thương. Ít nhất là 23 nạn nhân đã được xác định danh tính, trong đó có một phụ nữ 43 tuổi đã được xác nhận là chết. Cảnh sát trưởng Stacey Graves cho biết trong cuộc họp báo diễn ra ngày hôm nay thứ Năm. Bà Graves cũng cho biết là 22 nạn nhân còn lại có độ tuổi từ 8 đến 47 và một nửa trong số này là dưới 16 tuổi. Cảnh sát trưởng Grace cho biết vụ nổ súng dường như chỉ là một cuộc tranh chấp giữa một số người với những chuyện cá nhân, và đồng thời lưu ý rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy
có mối liên hệ với chủ nghĩa khủng bố hoặc chủ nghĩa cực đoan bạo lực đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Tư, thì cảnh sát trưởng Grace cũng cho biết 3 người đã bị giam giữ và cảnh sát đã thu hồi được một số lượng súng không xác định. Cuối ngày thứ Tư, phát ngôn viên của cảnh sát thành phố Kansas thì nói với đài CNN, một người đang bị giam giữ độc quyết đã khai rằng không hoàn toàn, không liên quan gì đến vụ này. Hai thiếu niên vị thành niên thì vẫn bị giam giữ để điều tra thêm. Cảnh sát cho biết như vậy. Tương tự thì một số các quan chức thực thi pháp luật cũng nói với đài CNN là vụ nổ súng được cho là kết quả của tranh chấp cá nhân, chứ không phải là một cuộc tấn công có chủ đích vào lễ ăn mừng này. Một trong các quan chức đó cho biết những người bị giam giữ được cho là có liên quan đến vụ tranh chấp và ban đầu thì 10 người đã bị thẩm vấn vì nghi ngờ có liên quan. Cảnh sát trưởng Grace cho biết 3 người giam giữ đó thì một người lớn trong số này đã được tha và 2 thiếu niên là trẻ vị thành niên thì vẫn còn được tiếp tục giam giữ. Tuy nhiên theo luật của thành phố này, người ta chỉ có thể giam giữ các nghi phạm 24 tiếng đồng hồ và nếu không có bất kỳ bằng chứng nào thì phải thả tự do đối với các nghi phạm. Hiện nay thì cảnh sát của thành phố Kansas cũng có quy định tạm giữ để điều tra 24 tiếng đồng hồ theo đúng quy luật này. Hai thiếu niên hiện bị giam giữ trong khi chúng tôi đã làm việc với các công tố viên vị thành niên để xem xét về kết quả điều tra, đồng thời xác định các cáo buộc có thể áp dụng đối với các nghi phạm này. Hệ thống tòa án là các vị thành niên xác định tình trạng giam giữ của tất cả các vụ bắt giữ liên quan đến các vị thành niên cần phải được báo cáo một cách rõ ràng. Kế đến là tin về kinh tế, doanh số bán lẻ tháng Giêng 2024 giảm nhiều hơn dự kiến. Chi tiêu tại các nhà bán lẻ ở Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng Giêng vừa qua. Việc chi tiêu nhiều trong kỳ nghỉ lễ cuối năm 2023 cùng với thời tiết lạnh giá trên khắp đất nước Mỹ có thể là hai yếu tố khiến cho người dân chi tiêu ít hơn trong tháng Giêng 2024. Bộ Thương mại Hoa Kỳ báo cáo doanh số bán lẻ bao gồm chi tiêu cho tất cả thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ đã giảm 0.8% trong tháng Giêng. Con số này thấp hơn mức suy giảm 0.1% mà các kinh tế gia đã dự đoán. Đây là lần giảm thứ hai trong 10 tháng qua, và điều này làm dấy lên một số lo ngại về sức mạnh của người tiêu dùng Hoa Kỳ vì nạn lạm phát khó khăn cũng như lãi suất cao. Và sau cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. S&P 500 đóng cửa mức cao kỷ lục mới khi cả 3 chỉ số chính đều kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm trong vùng tích cực. Đây là mức cao kỷ lục thứ 11 mà chỉ số gồm 500 cổ phiếu đạt được trong năm nay. Cổ phiếu Tesla và Meta vượt trội tăng lần lượt 6% và 2%. Cổ phiếu Wells Fargo tăng 7% sau khi Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ chấm dứt hình phạt quan trọng đối với ngân hàng này. Dữ liệu mới sáng thứ Năm cho thấy doanh số bán lẻ giảm 0.8% trong tháng Giêng, cao hơn nhiều so với mức ước tính. Cổ phiếu TripAdvisor tăng 9% sau khi đánh bại các ước tính về doanh thu và lợi nhuận. Trong khi đó, cổ phiếu Cisco giảm 2% sau khi tuyên bố sa thải nhân viên và triển vọng doanh thu yếu. Cổ phiếu Dairy giảm 5% sau khi nhà sản xuất máy móc nông nghiệp này hạ mức dự báo lợi nhuận trọn năm. Và các chỉ số chứng khoán của thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 348.85 điểm, tương đương với 0.91%, kết thúc ở mức 38.773.12. Chỉ số S&P 500 tăng 29.11 điểm, tương đương với 0.58%, kết thúc ở mức 5.029.73. Chỉ số Nasdaq tăng 47.03 điểm, tương đương với 0.30%, kết thúc ở mức 15.906.17. Giá vàng tăng 11.50 Mỹ Kim, tương đương với 0.57%, đóng cửa ở mức 2.015.80 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô tăng 1.55 Mỹ Kim, tương đương với 2.02%, và đóng cửa ở mức 78.19 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Việt Pace Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Pace Tonight được bảo trợ bởi. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com, công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%.
Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của Trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Bạn hiện đang nhận các phúc lợi chính phủ như Medicaid, SNAP, Food Stamps, SSI, WIC, trợ cấp nhà ở công, học bổng Pell Grant hoặc thu nhập của bạn nằm dưới mức nghèo theo quy định liên bang. Nếu có, hãy nhanh tay đăng ký với AirTalk Wireless ngay hôm nay để nhận điện thoại iPhone 7, Samsung Galaxy S9 hoặc Motorola hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng sẽ nhận được tặng gói cước với data, cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn mỗi tháng thông qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program do chính phủ tài trợ. Ngoài ra, bạn có thể mua máy tính bảng chỉ với giá 10 Mỹ Kim và 1 xu. Ưu đãi hoàn toàn miễn phí này không yêu cầu hợp đồng, không tính lệ phí hàng tháng và không có khoản phí ẩn. Hãy truy cập airtalkwireless.com ngay hôm nay để ghi danh nhận ưu đãi. Trải nghiệm lại những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi quý vị có thể vui chơi thật thỏa thích. Nhiều những loại bài thật nóng, với con tim tươi vui nồng ấm. Mọi thế hệ cùng nhau vui chơi. Khi tới tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Để có một dàn karaoke ưng ý về chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối, nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau, phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ JBL, Bose, QSC.